Em lớn rồi mà em vẫn được lì xì, em thích lì xì quá đi. Anh hai hát cái gì để ghê quá là thích lì xì. Bé lớn rồi bé vẫn có lì xì. Vui dữ nghe. Ủa mẹ. Đi qua chúc Tết rồi mọi người lì xì mừng tuổi tới đâu rồi? Dạ con được là 5 bao lì xì luôn á mẹ. 5 bao thôi hả? Dạ. Không sao đâu, mẹ nghĩ là con lớn rồi á Nhu, mà con được người ta lì xì 5 bao là may mắn lắm rồi. Yên tâm dạ, nha mẹ giữ. Mẹ giữ giùm con hả? Như vậy thì tốt quá, con cảm ơn mẹ. Thằng Chu. Dạ. Sao con? Tết năm nay á hả, con được á mấy cô chú thương á nên lì xì nhiều lắm á, con được tí 10 bao lì xì. Trời ơi. Chu nhìn vậy á mà mọi người vẫn còn thương Chu. Dạ. Tại Chu bé bỏng quá trời luôn. Được 13 luôn hả Chu? 13 luôn hả Chu? Rồi. Con đếm rồi, con đếm kỹ rồi, 13 mà, mẹ không cần đếm lại đâu. Thì mẹ không cần đếm lại đâu, mẹ giữ cho Chu nha. Nhu với lại Chu á không cần phải lo lắng về tiền lì xì của mình, mẹ sẽ giữ cho cả hai đứa luôn. Mốt lớn lên á mẹ trả lại, rồi lấy cái tiền đó mình có vợ mình xây nhà, nó hiểu không? Dạ, như vậy thì tốt quá. Nó mẹ nó công bằng gì hết à. Mẹ giữ của anh hai cả 5 bao và mẹ giữ con 10 bao. Thì anh hai có tổng cộng mấy bao? 5 bao. Mẹ giữ hết luôn. Dạ. Con có mấy bao? 10 bao. Mẹ cũng giữ hết luôn, bằng nhau. Đúng không? Hết luôn là bằng nhau. Mẹ đi nấu cơm nha. Dạ, con cảm ơn mẹ. Như vậy thì tốt quá. Không dạ. Chịu đâu, không chịu đâu. Không chịu. 5 nào á nha, mẹ cũng chơi cái trò dụ mình lấy hết vào lì xì á. Năm nay em khôn rồi, anh em mình khôn rồi, giấu lại bớt. Em cũng cục đây nè. Giấu lại này. Giấu đi. Chú. Hai đứa đâu rồi? Dạ, con đang làm nè. Quét nhà, quét cửa, dọn dẹp nhà cửa coi nè. Khách mẹ, tới bây giờ. Để con phụ mẹ quét nhà cho. Ừ, Nhu giỏi. Chú. Dạ ơi. Đứng lên cho mẹ dọn coi đồ đẹp. Mẹ qua đây, mẹ đi dọn nè. Đó, đưa đồ đây mẹ dọn cho. Dạ không được rồi, đưa đó. Để con dọn giùm cho, mẹ yên tâm. Anh hai á phụ mẹ quét nhà đúng không? Thì con sẽ phụ mẹ lau bàn, dọn bàn nha. Em mẹ ơi. Dạ con dọn về đó mà mẹ. Ơi. Em làm cái gì anh mới quét xong à? Em đi đây. Đứng lại. Mẹ mẹ. Ơi. Quay lại. Hả? Ơi. Em đi vô nhà. Đứng lại. Mẹ mẹ. Cái gì? Ơi. Chú. Dạ. Tay con đang cầm gì đó? Dạ đâu có gì đâu mẹ. Đưa tay trái mẹ coi. Đưa tay phải ra mẹ coi. Đưa hai tay ra mẹ coi. Vậy mà mẹ cũng mất hiện được nữa. Bao lì xì. Chú. Bao lì xì ở đâu? Này người ta mới lì xì mới cất. Xạo đúng không? Con cố tình con giấu mẹ để mà con giữ làm quỷ đen của con đúng không? Không có, này không cất để con đi mua quà tặng người yêu. Mua quà tặng người yêu. Người yêu. Trời ơi, cái thằng nhóc này, con bao nhiêu tuổi, con còn đi học. Thì con phải lo con học hành với người yêu cái gì. Tiền này là để mẹ giữ, mẹ mốt lớn lên, mẹ trả lại rồi mua quà cho bạn gái sao, nghe chưa? Dạ, như vậy thì tốt quá, giữ đi mẹ. Bạn gái đâu có chờ được đâu mẹ. Mới bị lớn. Mẹ ơi mẹ. Anh hai nha. Anh hai dám chơi tôi nha. Anh hai dám mét mẹ gì này nha. Không, anh muốn tốt cho em thôi. Em muốn là em phải đi học hành đàng hoàng chứ. Ủa, tôi cũng đi học hành bình thường vậy. Mà cái chuyện người yêu của tôi giấu tiền chuyện của tôi. Được rồi, kỳ này hả? Anh coi chừng tôi. Cái gì coi chừng gì? Em lớn rồi mà coi chừng gì nữa. Em kiếm gì vậy? Phong bì qua đâu? Làm sao mà kiếm được bao lì xì của anh? Anh đã giấu một cái nơi rất là nguy hiểm. Mà nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất. Em không kiếm được đâu. Em phải kiếm cho bằng được à. Đâu hết rồi? Anh được lắm. Anh dám chơi cái à. Thì ra là ở đây nè. Hai đứa đang làm cái gì đó? Trời ơi. Trời ơi,
Nhà tôi mới vừa dọn xong mà gì tùm lum tùm la vậy nè. Mẹ ơi. Gì? Ừ, cái bên này mẹ chưa có dọn rồi. Không phải mẹ ơi, mẹ ơi. Năm mới mà ngải cứu nhập mày hay sao mày cứ hú riết vậy mày? Không phải mẹ ơi. Cái gì? Mẹ ra đây nè. À trời, anh hai, rớt đồ kìa, lùm đi lên. Con dám! Đây nè. Cái còn muốn nói với mẹ là cái này nè. Bao lì xì của anh hai. Lại thêm một thằng giấu là quỷ riêng. Không mà Nhu, con sao vậy? Mẹ thất vọng về con quá Nhu. Thằng Chu nó nhỏ, nó trẻ người non dạ thì nó giấu mẹ, mẹ không nói. Sao con lớn rồi mà con còn phải giấu tiền? Với anh hai giấu tiền làm gì không? Làm gì? Anh hai giấu tiền để mua quà cho bạn gái. Cái gì? Nhu. Dạ. Chết anh rồi. Con có bạn gái hồi nào sao con không nói với mẹ? Cái thằng ngồi xuống đây giấu con, mẹ. Con không có giấu mẹ, tại vì con cũng mới biết là con có bạn gái à. Mẹ sao kỳ vậy? Cái này phải quýnh anh hai chứ mẹ. Quýnh con á? Ủa sao quýnh con? Anh hai cũng lấy tiền mua quà cho bạn gái mà. Anh hai con bao nhiêu tuổi rồi? Anh hai bây giờ đã đi công việc ổn định rồi thì bây giờ phải có người yêu, lập gia đình rồi yên bề gia thất đấy chứ. Trời ơi. Ủa con. mẹ gì chứ con sao? Con cũng cần có người yêu, cũng cần yên bề gia thất vậy. 10 năm nữa quay trở lại nói chuyện với mẹ, ngồi xuống. Bây giờ á, mua quà cho bạn gái thì phải có thêm tiền, phải đầu tư rồi chọn lọc. Bây giờ con gái bây giờ nó khó khăn lắm. Đợi mẹ chút. Nè. Bao nhiêu tiền lì xì của thằng Chu nè, con lấy hết luôn đi. Mua quà cho bạn gái. Trời ơi, mẹ cho con thiệt luôn hả? Ừ. Mẹ. Cái gì? Tiền của con mà, sao tự nhiên mẹ cho anh hai? Ôi bực mình quá, con không chịu đâu, tiền của con mà. Okay, mẹ trả cho con đi. Con coi đi bao nhiêu tiền đó, mẹ cũng chưa đếm nữa. Mẹ. Cái gì? Nếu mà vậy thì không ấy, mẹ chia đều cho hai anh em đi, chia cho con. Thôi được rồi, chia đều đúng không? Dạ. Hai, con lấy hết tiền đi. Xong rồi mẹ chia bao lì xì lại cho em. Trời ơi, mẹ ơi mẹ. Cái gì nữa? Tự nhiên cái công là gì? Không ấy, mẹ đưa con hết tiền đi, bao lì xì đưa cho anh hai. Hai phải lấy tiền, em lấy bao lì xì đi. Ôi. Bao lì xì tiền kêu hai lấy bao lì xì làm chi? Đúng rồi. Nè anh hai, bao lì xì ở nhà làm được nhiều cái lắm á. Nhiều khi anh hai làm được quà tặng bạn gái đó. Làm cái quà gì? Để em chỉ cho anh hai. Làm chuông gió từ bao lì xì. Các bạn cần những nguyên liệu sau: bao lì xì lớn, nhỏ, len đỏ, hoa và bông trang trí, kéo, kim ghim. Bước 1, gập phần trên của bao về phía đằng trước. Bước 2, gập đôi hờ theo chiều dọc và bóp nhẹ hai đầu để đánh dấu. Tiếp tục gấp nếp 12 bao giống như hình. Bước 3, xếp các bao cạnh nhau và ghim lại. Ta được hai chớp nón như thế này. Bước 4, ta dùng một đoạn len đỏ dán vào một bao lì xì lớn đã được cắt tua rua và cuộn tròn lại. Bước 5, ta bắt đầu quấn dây tua rua vào hai phần chớp đã làm, tạo thành một mô hình lồng đèn. Bước 6, ta bắt đầu làm những dây treo cho chuông gió. Cắt đôi những bao lì xì dài, cuộn tròn hình chớp, rồi dán lại với một sợi len đỏ. Sau đó, xỏ thêm những bông hoa và bông tròn, tăng thêm màu sắc. Ta làm thêm một số dây treo nữa, rồi treo lần lượt các dây đã làm vào các góc đèn lồng, vậy là xong. Sau ngày Tết, chúng ta lại có thể tận dụng những bao lì xì để làm những đồ trang trí trong nhà, treo lên trông thật bắt mắt. Hãy thử làm ngay đi nào. Chúc các bạn thành công. Wow! Công nhận em khéo tay ghê luôn á chú. Nè, anh hai thấy đẹp không? Đó. Rồi, bây giờ anh hai cầm đi. Hả? Anh hai cầm đi. Ôi, đưa hết tiền thì lại cho em. Hết tiền chị?
Thì tiền lì xì của anh hai đó, em đưa anh hai bao lì xì rồi nè. Anh hai đưa em tiền lì xì đi. Anh hai lấy cái này nè, anh hai tặng bạn gái. Đâu có đâu, em mới là người mới cần phải tặng cho bạn gái đó. Em đem đi tặng bạn gái đi. Bạn gái, anh hai mới có bạn gái mà. Anh hai đâu có bạn gái đâu, anh hai lấy tiền sướng hơn. Anh hai nói với mẹ là anh hai có bạn gái, mẹ chúc mừng anh hai kìa. Đó là tự em nói chứ anh hai đâu có bạn gái đâu. Cái gì? Con không có bạn gái hả Nhu? Dạ dạ không. Nhắc lại một lần nữa coi. Con không có bạn gái. Không có bạn gái thì trả hết tiền lại cho mẹ. Này ơi, chạy lẹ lên này ơi. Mẹ khóa cổng lại rồi. Trả tiền lại cho mẹ hai thằng quỷ con. Trời ơi. Mẹ đi vô đi. Tại vì chị tưởng là quay qua cái chỗ này là nó làm luôn.